Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC tối ngày 23 tháng 12 trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho dịp Noel và Festival Hoa diễn ra vào tuần tới, nhiều nhà vườn trồng dâu tây ở Đà Lạt đang chăm sóc cây dâu để phục vụ cho thị trường. Tuy nhiên, do thời tiết thất thường đã khiến cho nhiều vườn dâu bị hư hỏng nặng. Theo một số chủ vườn, thì gần một tuần nay Đà Lạt thiếu nắng và 3 ngày qua do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến trời mưa dầm cả ngày, làm hư quả rụng hoa. Phần lớn dâu tây Đà Lạt được canh tác ngoài trời, phổ biến là giống dâu Mỹ Đá. Còn diện tích dâu tây trồng trong nhà kính ở Đà Lạt chỉ có khoảng trên 10 hectare. Vì vậy, dự kiến sẽ khó có đủ sản lượng cung cấp cho dịp Noel và Festival Hoa. Hiện giá dâu bán sỉ cho thương lái tại vườn đối với loại dâu Mỹ Đá là khoảng 25.000 đồng một ký, còn giá dâu bán cho khách tham quan tự hái trung bình từ 100 cho đến 150.000 đồng một ký. Tuy nhiên, với tình trạng khan hiếm do thời tiết, chắc chắn các nhà vườn sẽ tăng giá. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam tháng 12 này đã tăng lên mức cao mới với mức điểm kỷ lục là 144,8. Người tiêu dùng Việt Nam được xem là lạc quan nhất châu Á hiện nay. Thông tin từ khảo sát mới được công bố do ngân hàng ANZ và hãng nghiên cứu Roy Morgan thực hiện. Theo khảo sát do ANZ và Roy Morgan mới công bố, niềm tin người tiêu dùng Việt Nam trong tháng 12 này đã lập kỷ lục mới khi có tháng tăng thứ tư liên tiếp lên mốc 144,8 điểm. Đây cũng là mốc điểm cao nhất kể từ khi khảo sát về chỉ số này cho thị trường Việt Nam được công bố từ tháng 8 năm ngoái đến nay. Chỉ số này như vậy đã cao hơn mức trung bình tháng từ trước đến nay khoảng 9 điểm. Tỷ lệ người tiêu dùng tin tưởng vào tình hình tài chính gia đình trong hiện tại lẫn tương lai đều tăng lên. Đáng chú ý, số người tiêu dùng tin vào tình hình kinh tế đất nước trong trung dài hạn tăng rất mạnh. Theo đánh giá của người đại diện ANZ khu vực châu Á-Thái Bình Dương, không chỉ có điểm sáng từ khối FDI như trước đây, khu vực kinh tế nội địa của Việt Nam có vẻ cũng đang mạnh lên. Hôm qua ngày 22 tháng 12, Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương cho biết cơ quan biên mậu Canada đã quyết định áp thuế chống bán phá giá với mặt hàng ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam. Theo Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương, cơ quan biên mậu Canada CBSA đã quyết định đưa các doanh nghiệp xuất khẩu ống thép dẫn dầu của Việt Nam vào một các nhà xuất khẩu khác và phải chịu mức thuế chống bán phá giá là 37,4%. Nguyên nhân là do sau lần tái điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu nhập khẩu, CBSA đã kết luận rằng các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam không cung cấp đầy đủ thông tin cho phía cơ quan điều tra. CBSA cho rằng chương trình tái điều tra này nhằm củng cố kết luận của cơ quan điều tra về thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước của Canada. Chương trình kích cầu du lịch nội địa do Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát động đã có một năm tăng trưởng ấn tượng với mức tăng hơn 260% so với năm trước. Đặc biệt từ năm sau, các du khách tham gia chương trình này sẽ có thêm lựa chọn di chuyển bằng đường sắt. Đây là thông tin vừa được Hiệp hội Du lịch Thành phố công bố vào sáng nay. Theo số liệu của Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 11 năm 2015 đã có 115.200 vé kích cầu du lịch nội địa được bán ra. Hiệp hội này ước tính số vé kích cầu của cả năm nay có thể đạt 130.000 vé, tức là tăng hơn 261% so với năm 2014. Đây là con số cao nhất từ khi chương trình được phát động lần đầu năm 2012. Sang năm sau, Hiệp hội tiếp tục duy trì chương trình với sự tham gia của 3 hãng hàng không lớn trong nước là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific với mức giảm giá trung bình là 40-70%. Đặc biệt trong năm nay, lần đầu tiên chương trình có thêm các sản phẩm kích cầu đường sắt với sự tham gia của Tổng công ty Đường sắt Sài Gòn. Theo đó, Tổng công ty Đường sắt cam kết sẽ giảm giá 15% để các hãng lữ hành có điều kiện giảm giá cho các tour du lịch. Sự tham gia của công ty Đường sắt Sài Gòn đó là thêm lựa chọn cho khách, đồng thời là tạo ra những cái tuyến mới, những cái sản phẩm mới phối hợp giữa đường sắt với hàng không. Thì khách người ta sẽ có nhiều chọn lựa hơn, có thể đi đường sắt về hàng không. Và chính cái hợp tác của đường sắt đã ngay từ lúc khi mà bắt đầu triển khai ký kết thì đã có sự đón nhận của khách du lịch và khách đã hưởng cái chương trình đó rồi. Hiện giờ thì phải nói cái lượng khách mà đi vào dịp từ đây tới Tết, tất nhiên là Tết là cao điểm phục vụ hành khách rồi, nhưng mà sau Tết thì rất là nhiều. Có những công ty có những lượng khách đi đường sắt hàng ngàn. Trước đó, từ đầu tháng 11 năm 2015, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác với công ty vận tải đường sắt Sài Gòn và tour kích cầu bằng tàu hỏa đầu tiên đã được khởi hành từ đầu tháng 12 năm 2015. Đồng thời, nhóm kích cầu du lịch nội địa cũng đã có tour định kỳ khởi hành vào thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, như thông tin mà chúng tôi vừa đưa, số tour bán ra từ chương trình kích cầu du lịch nội địa của Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã có mức tăng trưởng ấn tượng trong năm 2015. Nhiều doanh nghiệp đánh giá chương trình này đã là một cú hích quan trọng trong bối cảnh thị trường du lịch suy giảm vừa qua. Tuy nhiên, bước sang năm thứ 5 thực hiện, các doanh nghiệp đánh giá vẫn còn nhiều vấn đề có thể cải thiện để chương trình có hiệu quả tích cực hơn nữa.
Chương trình kích cầu du lịch nội địa do Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phát động lần đầu vào năm 2012 với mục đích cơ bản là giảm giá tour du lịch thông qua việc kêu gọi các doanh nghiệp trong chuỗi cùng giảm giá. Bà Trần Thị Việt Hương, Giám đốc Ban Tiếp thị và Truyền thông Công ty Du lịch Viettravel cho biết, nhờ chương trình này mà trong năm qua, doanh nghiệp bà đã tung ra thị trường rất nhiều tour giá hấp dẫn, nhiều sản phẩm du lịch, lượng vé kích cầu chiếm đến 70-80% lượng vé được bán ra. Tuy nhiên, bà nhận thấy chương trình đến nay vẫn chưa tạo được sự đồng thuận với các điểm đến du lịch. Trong khi các hãng vận tải và lữ hành cố gắng kéo giảm giá thành, thì giá tham quan du lịch vẫn tiếp tục tăng. Việc mà phát triển một cái sản phẩm kích cầu thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến giá thành. Nếu như chúng ta chỉ giảm giá vé hàng không vận chuyển tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà chúng ta lại không được giảm giá tại những cái điểm tham quan, điểm đến á, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cơ cấu giá. Cụ thể là trong năm 2015 thì chúng ta cũng đã làm rất là nhiều cái sản phẩm kích cầu. Tuy nhiên tại Huế, tại Đà Nẵng, tại Quảng Bình thì những cái điểm tham quan vẫn có những điểm tăng giá, và điều đó ảnh hưởng đến cái việc là khách hàng không được hưởng trọn vẹn những cái điều mà chúng ta mong muốn khách hàng sẽ được hưởng trong giá vé. Trong giai đoạn đầu, chương trình kích cầu du lịch nội địa chỉ có sự tham gia của một đơn vị vận tải là hãng hàng không Vietnam Airlines, và các vé dành cho chương trình thường là vào giờ thấp điểm, nghĩa là ít hành khách đi lại. Do đó, một thời gian dài, vé của chương trình kích cầu du lịch bị coi là vé dẹt. Khoảng 3 năm trở lại đây, chương trình đã dần thu hút được hai hãng hàng không giá rẻ là Vietjet Air và Jetstar Pacific. Riêng trong năm 2016, chương trình còn tạo điều kiện cho các tour đường sắt giảm giá thông qua sự tham gia của Tổng công ty Đường sắt Sài Gòn. Tuy nhiên, quan điểm này vẫn chưa được thay đổi nhiều. Các chuyến bay khởi hành buổi tối và về là về buổi sáng thì khách du lịch có thể sẽ bị thiệt hại trong vấn đề thời gian tham quan tour, thì đề nghị là các hãng không là bố trí giờ nó tốt hơn, đẹp hơn. Dĩ nhiên là tùy theo mùa thôi, mùa thấp điểm, mùa cao điểm thì có thể là các hãng không họ cân nhắc trong cái quyền lợi trong để làm sao bảo đảm là đôi bên là đều có thể là có những lợi ích trong chương trình này. Riêng mùa cao điểm, các hãng lữ hành còn phải bỏ ra số tiền lớn cho đặt cọc và phải chấp nhận rủi ro nếu không bán hết số vé đó. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Dã ngoại Lửa Việt cho biết, đã có trường hợp doanh nghiệp bị thiệt hại cả tỷ đồng vì đặt chỗ trước mà bán không hết trong dịp 30 tháng 4 vừa qua. Thậm chí nhiều doanh nghiệp không dám bán tour kích cầu vào dịp cao điểm nữa. Đành rằng phải chấp nhận rủi ro trong kinh doanh, nhưng ông Mỹ đề xuất sự chia sẻ từ phía các hãng hàng không. Mình trả vé, hàng không vẫn bán được, thì lữ hành mất cọc. Không hề có một cái thái độ nào chia sẻ trách nhiệm. Ví dụ mình có thể là phạt bao nhiêu phần trăm thôi chứ. Tôi nhắc lại, tức là mùa cao điểm không bao giờ vé máy bay đủ cả. Thì các lữ hành họ phải bỏ tiền vốn ra, họ giữ chỗ trước. Thì nếu không bán được thì phải có một cái đồng thái nào chia sẻ trách nhiệm, hỗ trợ cho họ bằng cách tôi sẽ để cho anh bán lùi lại, hoặc là tôi phạt anh 50%. Về vấn đề này, đại diện hãng Vietnam Airlines cho biết, hiện nay hãng đã giảm thời gian chốt vé xuống chỉ còn 3 ngày. Đây là nỗ lực rất lớn của Vietnam Airlines trong việc chia sẻ với doanh nghiệp. Vì nếu vé không bán hết thì mức độ rủi ro của các hãng hàng không còn lớn hơn các đơn vị lữ hành. Các anh chị đặt cái dịch vụ đó có nghĩa là mình giữ chỗ để phục vụ cho mình. Nhưng mà có những khách hàng có nhu cầu họ không thể giữ, không thể lấy được cái chỗ đó. Thì cái phần tiền cọc cũng như là trong cái quan hệ kinh doanh thì giữ cọc là sao để đảm bảo là tôi có quyền. Thế cho nên là khi mà các anh chị không có nhu cầu sử dụng thì cái việc cọc đó thật ra các anh chị đặt cọc là chỉ 20%. 30% thôi, nhưng mà khi chúng tôi không bán được cái chỗ đó thì chúng tôi mất 100% giá vé và các cái service charge. Có nghĩa là về thiệt hại thì hàng không thiệt hại hơn rất nhiều lần. Hãng này cũng cam kết sẵn sàng trao đổi trực tiếp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp lữ hành trong chương trình. Đặc biệt, mong đợi lớn nhất của các doanh nghiệp là chương trình có thể thu hút được sự đồng hành của các hãng vận chuyển đường bộ. Hiện nay theo tôi biết thì tất cả vận chuyển đường sắt và đường hàng không chỉ mới chiếm 3% tổng cái vận chuyển của cả nước thôi. Như vậy thì cái mục tiêu mà chúng ta muốn cho chương trình rộng hơn là phải kích cầu được xe ô tô. Làm sao trong cái buổi hôm nay có rất nhiều cái chủ hãng xe họ ngồi cùng với mình. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp lữ hành tiếp tục đề xuất các hãng hàng không tăng số chỗ kích cầu trên từng chuyến bay, giảm giá hấp.
Thưa quý vị, vừa rồi là quá trình thực hiện bộ ảnh mang tên Wonderland. Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với những thông tin quen thuộc của bản tin FBNC tối nay. Vào ngày hôm qua, cuộc thi Venture Cup 2015, một cuộc thi dành cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam đã chính thức khép lại bằng cuộc tranh tài của Top 12 tại ngày hội Venture Cup. Xin mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận của FBNC tại vòng thi chung kết hết sức sôi động này. Chính thức khởi động từ ngày 21 tháng 11, Venture Cup 2015 là cuộc thi thuộc dự án sân chơi khởi nghiệp Go Life do Yann Media Group tổ chức với sự đồng hành của quỹ đầu tư IDG Venture Việt Nam và nhãn hàng Samsung Galaxy Note 5. Cuộc thi được chia thành hai hạng mục bao gồm nhóm khởi nghiệp và nhóm doanh nghiệp phát triển. Trải qua một tháng tranh tài, từ top 40 rồi đến hai đợt huấn luyện chuyên đề, 6 nhóm khởi nghiệp và 6 nhóm doanh nghiệp xuất sắc nhất đã chính thức bước vào ngày hội tranh tài tại vòng chung kết năm 2015. Tại vòng chung kết, mỗi nhóm dự thi có 10 phút trình bày dự án của mình trước hội đồng giám khảo và khán giả. Sau hai đợt huấn luyện, các thí sinh đã chỉnh sửa hồ sơ dự thi và trình bày tự tin, xúc tích hơn về dự án của mình. Điểm đặc biệt tại cuộc thi Venture Cup chính là các nhóm dự thi không phải chỉ thuyết phục được ban giám khảo mà còn phải chinh phục được cả những khán giả tham dự ngày hội. Ban giám khảo chỉ chọn ra top 3 dự án xuất sắc nhất từ mỗi hạng mục và dành phần bình chọn cuối cùng lại cho khán giả trong hội trường. Với hơn 75% phiếu bầu từ khán giả, nhóm Mimosa Tech phát triển nền tảng nông nghiệp trên Internet giúp cải thiện đời sống của người làm nông đã giành giải nhất hạng mục nhóm khởi nghiệp. Ở hạng mục nhóm doanh nghiệp phát triển, nhóm Hoa Yêu Thương, dịch vụ cung cấp hoa tươi tận nhà cũng đã chiếm hơn 50% số phiếu bầu để rinh về giải thưởng 15.000 đô la Mỹ. Thứ nhất là cái việc mà chiến thắng cuộc thi này nó là cái nguồn động viên chúng tôi rất là nhiều trong những giai đoạn khó khăn chúng tôi trải qua hơn 2 năm. Phát triển dẫn đến rằng là chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn thì đến cuộc thi này và nhận được phần thưởng như vậy đó là cái nguồn cổ vũ và nó cũng khẳng định cho chúng tôi rằng là chúng tôi cũng đang đi đúng hướng và là chúng tôi có thêm được đam mê nhiệt huyết để đi tiếp. Venture Cup 2015 đã chính thức khép lại nhưng sân chơi Go Life vẫn sẽ còn tiếp tục triển khai những dự án mới để khuyến khích phong trào khởi nghiệp của các thanh niên Việt Nam. Hôm thứ Ba ngày 22 tháng 12, Chánh trưởng Liên đoàn Điền kinh Thế giới IAAF, ông Nick Dave, đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn rằng ông sẽ hoàn toàn đứng ngoài vụ cáo buộc liên quan đến việc sử dụng doping trong giải Điền kinh Thế giới diễn ra ở Moscow vào năm 2013 và để cho phía Ủy ban Liên đoàn toàn quyền điều tra vụ việc. Trong một thông tin bị rò rỉ trước đó từ email của ông Dave gửi cho Papa Mastatadiak, con trai của cựu chủ tịch và là cựu cố vấn truyền thông IAAF Lamin Diak cho thấy, nội dung thảo luận về một số hồ sơ đặc biệt sẽ giảm mức độ xét nghiệm cảnh báo dương tính với các vận động viên ở Moscow năm 2013. Nhật Bản vừa công bố địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa hè năm 2020 vào hôm thứ Ba vừa qua. Sân vận động được thiết kế bởi kiến trúc sư người Nhật Kengo Kuma sau khi thiết kế đầu tiên đã bị hủy bỏ do chi phí phát sinh quá mức. Kiến trúc sư Nhật Bản Kuma được biết đến với phong cách pha trộn giữa truyền thống Nhật Bản với các yếu tố hiện đại vào thiết kế của mình. Trong bản thiết kế cho sân vận động quốc gia mới này, ông dự định sẽ kết hợp chất liệu gỗ và mái hiên xếp lớp. Dự kiến sân vận động sẽ có khả năng cung cấp chỗ ngồi cho 68.000 khán giả và có thể nâng lên đến 80.000 chỗ để tổ chức giải bóng đá World Cup. Một chiếc xe buýt chở huấn luyện viên và các thành viên của câu lạc bộ bóng đá Jorge Wilstermann Bolivia đột nhiên bốc cháy vào hôm Chủ nhật vừa qua khi đội bóng đang trên đường đến Oruro chuẩn bị cho vòng chung kết của giải vô địch Bolivia. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, thì không có ai bị thương nghiêm trọng trong vụ việc. Các cầu thủ cho biết họ nhận thấy khói phát ra từ động cơ ở phía sau xe buýt. Tiếp theo là một vụ nổ xảy ra làm dấy lên ngọn lửa trong vài giây, buộc các cầu thủ phải từ bỏ xe buýt trên một đoạn đường cao tốc gần thị trấn Surakarta. Một cuộc điều tra hiện đang được mở ra khi các báo cáo ban đầu đề cập đến chiếc xe buýt không trang bị bình chữa cháy và chiếc xe buýt thuộc về công ty Trans Copacabana. Còn ngay sau đây thì Minh Vy xin mời quý vị cùng quay lại với bản tin FBNC tối nay. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần tin tức qua những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý như sau. Hàng trăm người biểu tình chống kế hoạch cứu các ngân hàng yếu kém của Ý. Google và Ford đàm phán hợp tác sản xuất xe hơi tự lái.